Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh, mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ấy nữ nhà Tăng Thanh Hà càng ra dáng bản rau của mẹ ở chi tiết này, dù rời xa hào quang, trong cuộc sống của tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm đến từ công chúng. Mới đây, Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ đoạn video ngắn về con gái cưng trên trang cá nhân. Đây cũng là khoảnh khắc hiếm hoi, nàng ngọc nữ công khai những hoạt động đời thường của con gái. Theo đó, bé Chle, dù chỉ mới 6 tuổi nhưng đã có sở thích giống mẹ và được ví von như bản sao của Tăng Thanh Hà. Cô bé gây bất ngờ khi khá cẩn thận và chu đáo trong việc chăm sóc cây xanh. Không những vậy, dân tình còn phát hiện ra ái nữ nhà Tăng Thanh Hà còn sở hữu nhiều đường nét xinh đẹp, dù đoạn video nữ diễn viên đăng tải chỉ vọn vẹn và giây ít ỏi. Ái nữ nhà Tăng Thanh có sở thích chăm sóc cây cối giống mẹ. Góc nghiêng của bé Chloe được đánh giá khá thu hút khi sở hữu phần cằm nhỏ gọn, tạo sự thanh thoát cho gương mặt. Cô bé còn để mái tóc đen dài, khá giống với Tăng Thanh thời điểm mới gia nhập vào làng giải trí Việt. Cô bé còn sở hữu nhiều đường nét giống mẹ. Vì con gái Tân Thanh Hà hình thành thói quen cẩn thận, tỉ mỉ trong việc chăm sóc cây cối, dường như là câu chuyện dễ hiểu. Bởi lẽ nữ diễn viên ngay từ đầu đã có cách nuôi dạy con vô cùng nghiêm khắc. Dù bước chân vào gia đình giàu có, sở hữu cuộc sống dâu hào môn mà nhiều người ao ước, song Tăng Thanh Hà vẫn giữ thói quen giản dị vốn có. Cô nàng cũng hướng con cái theo phong cách sống này bằng cách hướng dẫn con thực hiện các công việc nhà, chăm sóc vườn tược. Tăng Thanh Hà dạy con cái lối sống giản dị từ khi còn rất nhỏ. Hiện tại Tăng Thanh Hà đang viên mãn bên gia đình nhỏ cùng ông xã Lâu Y Nguyễn cùng ba con. Xong hình ảnh về các cậu ấm cô Chiêu được nữ diễn viên phim Bỗng Dưng Muốn Khóc cập nhật một cách nhỏ giọt đến với công chúng. Hình ảnh gia đình Tăng Thanh Hà chào đón thêm thành viên mới. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.